Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long luôn làm tốt công tác ủy thác tín dụng chính sách đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó, hội cũng đã triển khai và tạo điều kiện cho hơn 4.000 lượt hội viên được tiếp cận vốn vay ưu đãi, có nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nguồn vốn vay ưu đãi sau khi giải ngân được hội viên Hội Cựu chiến binh sử dụng đúng mục đích. Đến nay đã giúp trên 300 hộ hội viên vượt ngưỡng nghèo, gần 500 học sinh sinh viên thuộc con em cựu chiến binh được vay vốn học tập. Nhiều em đã thành đạt và có việc làm ổn định, giúp hơn 2.000 lượt hộ hội viên tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm, có vốn xây dựng được nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, trở thành điển hình nhân rộng đến các cấp hội như mô hình nuôi lươn không bùn, nuôi cá chạch, trồng sầu riêng. Qua đó đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Hiện có trên 73% hội viên cựu chiến binh có mức sống từ khá giàu. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,17%, giảm 1,93% so với hội năm 2017. Với kết quả tích cực đạt được, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ việc ủy thác nguồn vốn vay ưu đãi đến hội viên Hội Cựu chiến binh thuộc đối tượng thụ hưởng cũng như người nghèo và các đối tượng chính sách khác.